sau tuổi 30 và đặc biệt là sau sinh bé thứ hai thì bác sĩ Dung cũng giống như các chị, da bắt đầu xấu xí, nhăn nheo, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, còn xuất hiện tình trạng nám da, sạm da. Và thậm chí là các chị em có để ý rằng là cái việc thâm sau mụn ấy nó còn rất là lâu mờ. Và lúc đó mình rất là tự ti với lại ngoại hình của mình. Và sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về da, khắc phục cái tình trạng da của chính bản thân mình thì bác sĩ Dung rút ra được một chân lý, đó là không gì bằng việc chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ da mỗi ngày. Bạn có thể đến spa hay thẩm mỹ viện đắt tiền, nhưng mà sau đó không biết cách chăm sóc da thì về cũng không có tác dụng, lại trở lại như cũ. Và việc chúng ta cần làm là có kiến thức để bảo vệ và chăm sóc da, để khi mà chúng ta có tuổi hơn thì chúng ta vẫn xinh đẹp, tự tin, quyến rũ, phải không nào? Các cụ nói cấm có sai, có tuổi nó đuổi xuân đi. Trong video này, bác sĩ Dung sẽ chia sẻ với các bạn cách chăm sóc da đúng cách sau tuổi 30 và 5 bước quan trọng cần lưu ý. Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu cái quy trình dưỡng da sau tuổi 30 thì chúng ta cần những hoạt chất gì. Có một số hoạt chất dứt khoát là chúng ta cần phải bổ sung vào trong chu trình dưỡng da, đó là vitamin A. Hay chúng ta hay nhìn thấy cái chất đó là retinol, nó là một dẫn xuất của vitamin A. Nó sẽ giảm thiểu cái sự xuất hiện nếp nhăn, thúc đẩy quá trình tái tạo da diễn ra nhanh hơn. Và theo những nghiên cứu ấy, người ta nghiên cứu rằng bôi retinol ở cái vùng đùi trong vòng 3 tháng tránh ánh sáng mặt trời, thì sau đó đo lại thì người ta thấy là sự tăng sinh collagen rất nhiều. Và thứ hai đó là ceramide và vitamin B12, nó sẽ cấp ẩm và ngăn ngừa cái tình trạng mất nước. Và vitamin E và C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào da khỏi các tác nhân môi trường gây hại. Những lưu ý quan trọng trong quá trình chăm sóc da đúng cách ở tuổi 30 thì cái điều đầu tiên bác sĩ Dung vẫn luôn luôn nhắn nhủ với mọi người, và trong suốt cái quá trình mà hàng ngày tư vấn và điều trị cho các chị em mà bị nám sạm da ấy, thì bác sĩ Dung hiểu rằng là tại sao các chị lại bị sạm da, tại sao các chị lại bị nám da, tại sao da các chị lại nhăn nheo, tại sao lại da lại lão hóa sớm như vậy. Thì bác sĩ Dung nhận thấy rằng cái việc chúng ta bôi kem chống nắng ấy là mình không có thói quen từ trước, không biết cách bôi kem chống nắng, không biết cách lựa chọn kem chống nắng. Và bác sĩ Dung ngày xưa ấy cũng giống như các chị thôi, cái hồi còn trẻ ấy, mình nghĩ rằng là bôi kem chống nắng nó không có cần thiết, và nếu như mà chúng ta không có chống nắng ấy, thì mọi bước dưỡng da của chúng ta đều vô hiệu hết. Dù trời nắng gắt hay mưa to thì UV vẫn hiện hữu và âm thầm phá vỡ cấu trúc da của chúng ta, khiến da của chúng ta nhanh lão hóa. Cái tia UV ở trong ánh sáng mặt trời ấy, nó sẽ làm chúng ta bị tăng sắc tố, da trở nên nám sạm và trở nên nghiêm trọng hơn và khó chữa trị dứt điểm hơn, nên cần phải chống nắng đúng cách khi ra đường. Các bạn có thể xem thêm một số các video trong kênh của bác sĩ Dung hướng dẫn chúng ta cái việc sử dụng và lựa chọn kem chống nắng đúng cách nha. Thứ hai là chúng ta cần phải làm sạch da đúng cách. Quy trình làm sạch da nên được thực hiện 2 lần trên một ngày, vào buổi sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Trước khi sử dụng sản phẩm rửa mặt thì chúng ta nên tập thói quen sử dụng sản phẩm tẩy trang dù chúng ta có trang điểm hay không. Bởi vì tẩy trang thì sẽ giúp làm sạch sâu ở bên trong lỗ chân lông hơn. Khi mà chúng ta chỉ sử dụng mỗi sữa rửa mặt, nó sẽ rửa trôi những cái bụi bẩn, những cái lớp kem chống nắng bám ở trên bề mặt da của chúng ta. Ngoài ra ấy, cái thao tác rửa mặt cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta cần thao tác nhẹ nhàng, tránh miết da. Khi mà chúng ta massage rửa ấy, thì chúng ta sẽ massage kéo theo cái hướng nâng cơ lên. Đó, nâng cơ lên. Tránh cái việc mà chúng ta kéo xuống này thì sẽ khiến da của chúng ta dễ chảy xệ hơn, không trà sát, tránh gây tổn hại đến những lớp màng bảo vệ da. Thứ ba là chúng ta cần phải bổ sung nước cân bằng da. Nước cân bằng da hay còn gọi là toner hay một cái tên khác đó là nước hoa hồng là bước cuối cùng giúp làm sạch lỗ chân lông một lần nữa sau khi rửa mặt. Các sản phẩm này cũng giữ cho da ẩm và mượt hơn để hấp thụ các chất dưỡng sau đó. Thứ tư đó là chúng ta cần chọn serum đặc trị cho làn da tuổi 30. Nên đầu tư thật sự là một cái xứng đáng để đầu tư cho serum chống lão hóa đặc trị khi mà bạn bước vào tuổi 30. Càng lớn tuổi thì cái mức độ collagen nó càng giảm dần, và cả nội tiết tố nữ estrogen cũng vậy. Serum sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về nếp nhăn, da xỉn màu hay các vấn đề về lỗ chân lông. Một số lựa chọn mà bạn có thể ưu tiên đó là serum vitamin C, acid hyaluronic hay là một số các loại serum mới có chứa chất dưỡng trắng da, sáng da khác để điều trị đốm nâu, ví dụ như alpha albutin hay một số loại khác chứa retinol. Thứ năm đó là sử dụng kem mắt để tránh bọng mắt hay tránh nếp nhăn dưới mắt. Vùng da ở mắt là chúng ta thấy rằng cái vùng mà phản ánh rõ độ tuổi nhất, đúng không? Bước vào tuổi 30 thì bọng mắt và quầng thâm sẽ xuất hiện rõ hơn. Ban đêm ấy, khi mà chúng ta sử dụng kem mắt thì nó còn
giúp tăng sinh collagen, hạn chế cái sự xuất hiện của các đường rãnh ở vùng dưới mắt. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, cuồng thâm không thể giải quyết được bằng kem mắt được đâu. Nếu như chúng ta thường xuyên thức khuya, chúng ta stress, chúng ta thiếu chất thì cái mao mạch ở dưới vùng này sẽ bị giãn nở và vỡ ra, khi đó chúng ta xuất hiện cuồng thâm. Bên cạnh đó, một cái việc mà chúng ta thường xuyên làm trong cái giai đoạn này đó là việc massage da mặt, nó sẽ tăng cường lưu thông cái mạch máu ở dưới da. Cái việc mà chúng ta tẩy tế bào chết thường xuyên cũng sẽ giúp quá trình dưỡng da trở nên tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo các video trên kênh của bác sĩ Dung về hướng dẫn cách chúng ta chăm sóc da đúng cách, tẩy trang, tẩy da chết hay sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm đúng cách nha. Và điều cuối cùng bác sĩ Dung muốn nhắn nhủ với các bạn, dưỡng da bên ngoài chưa đủ, bạn cần áp dụng một lối sống khoa học để giúp da trẻ đẹp từ bên trong. Ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng thì sẽ giúp chúng ta có một làn da khỏe mạnh hơn. Sau độ tuổi 30 thì nám da, sạm da, những cái biến đổi về mặt sắc tố trên da bắt đầu xuất hiện. Và nếu như bạn đang đi tìm cho mình một cái giải pháp mà có thể khắc phục triệt để được tình trạng trên thì đừng quên nhắn tin cho bác sĩ Dung. Bác sĩ Dung sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí, xác định tình trạng da, xác định nguyên nhân gây ra nám da, sạm da, lão hóa da, phác họa những cái lộ trình dành riêng cho bạn để có thể điều trị một cách hiệu quả và an toàn. Nếu như phù hợp thì bác sĩ Dung còn đồng hành hàng ngày hướng dẫn để các chị em có thể có một kết quả nhanh nhất và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.